rồi sao nó nhức quá vậy? Nhức quá vậy trời. Thiệt, tuổi già sức yếu đúng. Tới tuổi này là xương khớp gì đó. Đụng chỗ nào nó đau chỗ đó, đụng chỗ nào nó đau chỗ đó. Mà nhà có thằng con mình đau vậy nè, mà nó đi hoài. Không lẽ giờ đi cà nhắc qua nhà hàng xóm giờ giả. Nó nói, ủa ông có con mà sao không giờ con ông. Khổ ghê. Dạ ba. Dạ con mới về. Hân. Trời. Cái gì vậy? Hân ơi. Hân ơi. Dạ ba. Dạ. Dạ ba, ba nhờ con chút. Không con đi công chuyện chút, con nhờ con về liền. Dạ ba chờ con xíu nha. Dạ. Cái gì vậy trời? Trời ơi. Mình nhờ nó chút xíu rồi nó bỏ nó chạy nữa rồi. Trời ơi, có con cũng như trời ơi. Có con cũng như không rồi trời ơi. Của thằng con không mà nhờ nó kiếm bài thuốc gì hay nó mua thuốc gì về nó sức cho mình bớt đau nhất chút xíu, cái như nó về xong cái gì rồi chưa được 2 phút nó bỏ nó chạy nữa rồi. Trời ơi, thì cuộc đời già mà. Bởi vậy có con có cái nhiều ấy, mới đầu nó cực nhưng mà về sau thì già nó đỡ, không có đứa này đứa kia nó cũng lo cho mình. Giờ có thằng con một à, giờ ở nhà nó cũng dòm tới mình luôn. Nó đi hoài nó. Bơi bơi con về rồi nè. Ba. Ba. Ồ đây. Trời ơi là trời. Dạ. Trời ơi, ba đau nhức cái chân ba đi không nổi. Mày đi kiếm bài thuốc gì hay gì về chữa cho ba, mày đem tennis về. Tennis hay gì? Đâu có, con đâu có chơi tennis đâu, cái này để cho ba chơi nè. Trời đất ơi. Trời ơi. Cái giò tao đi còn không nổi, làm sao tao chạy nổi mà tao quýnh tennis. À không phải là đánh tennis mà. Cái này là con chạy tới chạy lui, con đi hỏi người ta, con tìm hiểu cách để mà trị là đau xương khớp cho người già. Cái này nè. Cái này là cái gì? Đây, người ta chỉ con nè. Là cầm hai trái banh bóp bóp vậy là trị xương khớp hả? Không phải. Đây nè, nè nha, chạy tennis này nha. Đó, bà để dưới, đó. Đó, bà để đi nha, xong. Đó, cái bà để, mấy cái chân bà để lên, đó. Cái bà di chuyển cái chân bà tập nó bây di chuyển thẳng cũng được hay là bà xoay vòng nó từ từ nó sẽ giãn gân cốt của mình ra đó, mình sẽ đỡ đau hơn giống như là vật lý trị liệu vậy đó nha. Ủa vậy là tập vậy là nó bớt đau hả? Dạ đúng rồi. Đâu bà thử coi đó bà thử coi hai chân luôn ha. Đó thử coi là đưa xuống đúng rồi. Đúng rồi bà, nó bà di chuyển thẳng cũng được rồi bà xoay vòng đó. Đã quá rồi, đã. Bây giờ ba mới biết nha. Ở đâu chưa? Công dụng nha. À, thấy chưa? Đó, hàng ngày ba cứ tập gì đó, ba cứ lăn. Để cứ lăn vậy ha. À, thấy chưa? Ơi đã nghe. Nói vậy là con đi ra vô nãy giờ con chạy là con đi kiếm cái cách để chữa cho ba đó hả? Đúng rồi, con hỏi người ta con tìm hiểu đó, người ta chỉ còn vậy đó. Trời. Rồi bây giờ là nãy giờ là trách làm con đúng không? Nãy giờ trách làm con, thấy mày cứ bỏ rơi tao hoài, mày đi hoài. Bây giờ ba tưởng con vô tâm, ba giờ ba tuổi thân nãy giờ ba khóc đó mày. Thôi ba xin lỗi con nha. Trời ơi, lớn còn khóc nữa. Cuối cùng là con lo cho ba chứ con đâu phải vô tâm đâu. Rồi. Trời ơi, ba cứ trách con hoài. Đó, cha con phải thương nhau chứ. Trời. Thôi, đây. Bây giờ thấy dạ. Giờ thấy đã rồi đó. Rồi nha. Rồi. Hay quá con. Con nó thương mình mà mình không biết. Trời ơi. Cảm ơn con nha. Dạ.